Trong ảnh là Phó Giám đốc Trần Dũng Hà thay mặt Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy khen của Bảo hiểm xã hội thành phố tới tập thể trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông và thầy giáo Đinh Phú Cường, hiệu trưởng của nhà trường. Đây là ngôi trường có sáng kiến hữu ích, xin không nhận hoa ngày 20 tháng 11 mà thay bằng thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Trước đó, thầy Đinh Phú Cường, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông gửi thư ngỏ đến các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh, trong đó có đoạn viết: năm nay, do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch, nhà trường kính mong quý doanh nghiệp, quý cha mẹ học sinh, thay vì tặng quà bánh kem thì xin đổi qua hình thức bằng cách tặng thẻ bảo hiểm y tế học sinh để nhà trường phát cho những học sinh khó khăn của trường. Hưởng ứng thư ngõ này, các cơ quan chính quyền của quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh học sinh và nhà hảo tâm trao tặng gần 230 thẻ bảo hiểm y tế học sinh tới nhà trường. Đây vừa là món quà tri ân đối với các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa là món quà nhân văn có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nhất là được giảm phần lớn chi phí trong việc khám điều trị bệnh. Một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực được lan tỏa nhân rộng ra các trường học khác trong cả nước. Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng có cách làm tương tự. Hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu thông tin, qua thống kê, trường có khoảng 100 em chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Nhà trường quyên góp, xin một số cá nhân, đơn vị, được hơn 40 thẻ và hiện còn 55 em chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, trường phát động không nhận hoa thay vào đó là nhận thẻ bảo hiểm y tế giúp các em. Những lẵng hoa đẹp nhưng chỉ sử dụng được 1-2 ngày rồi bỏ đi, rút lãng phí. Thay vì tặng hoa, việc hỗ trợ các em thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá khoảng 630.000 đồng, sẽ rất thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.